Chào các bác. Đây là một em U207 đời đầu của các bác nha. Đời đầu tiên ấy. 207. Này thì không phải là Univer Express đâu. Là Univer Space thôi, trong đăng ký ấy. Đấy. Em này thì máy D nha các bác nha. D52. Và số cần số dài. 5 số thôi. Thua cả em ấy, em Sway. Đấy. Đang đỗ ở đây đình ngủ chờ đón khách nha các bác nha. Đấy. Nón thì nón giống kiểu nón Taco này. Bên này thì cũng xe này cũng có còn chất lắm. Là ở đây nắng quá nên chắc có lẽ là phải nổ máy để tiến ngoài kia thôi các bạn ạ. Đây. Tiến ra ngoài kia để cho nó râm râm một tí, tí còn ngủ nữa. Và cho tiện cho quay. Đây các bác nha. Đây là về phần táp lô. Nó chả khác gì cả cái máy FU 208 của em cả. Cái này là cái không phải cửa điện. Đây bây giờ em sẽ nổ máy nha các bác nha. Còn về ngoại thất, à, nội thất đây. Đó. Sàn thì sàn trơn nha các bác nha. Các bác nha. Về cái nội thất thì cũng chả có gì đâu. Đây và phần đèn này đã được đổ lại. Ghế thì nguyên bản rồi. Được lên cái dàn rèm màu tím này nhìn trông nó bắt mắt hơn. Đây nha các bác nha. Ghế thì thiết kế tựa kiểu nốt bồ nha. Ghế kiểu giống cái ghế nốt bồ. Đó, ui dồi, trên này quá nóng các bác ạ. Em xin phép là lia một tí rồi quay xuống dưới quay nha. Đây này các bạn này. Đó, ghế. Ghế giống kiểu ghế nốt bồ luôn nha, nhưng mà đời này nó đời quá sâu luôn. Đời đầu luôn đấy các bác ạ. Hết dòng Space là đến đời này này. Đời này bắt đầu U rồi. Nhưng mà Universe Space thôi, không phải là Universe Express. Đó các bác nha. Không khác gì là dòng 208 đâu các bác nha. Đây là 207. Và đây là mặt táp lô này. Đồng hồ đó. Đây. Đấy thấy chưa các bác. Đây báo áp suất dầu này. Pin này. Báo hơi này. Thế thôi. Bên này báo tốc độ và dầu. Bên này báo nhiệt độ ở vòng tua.
Không, em này không có cái nút cruise control nha. Còn lại các nút bấm các thứ đều như vậy hết. Bên này cũng vậy. Mấy cái này không có đâu các bác nha. Chỉ lắp thêm vào thôi. Mấy dòng này như em không biết dòng khác nhưng mà dòng này thì không có cái sửa sàn đâu. Còn cái bên này thì cũng không không có điều hòa riêng nha. Không có điều hòa riêng ở đằng trước đâu. Như con của em là nó có cái hẳn cái bộ điều hòa riêng cho tài xế ở đằng trước. Nó không dính dáng gì đến cái điều hòa trong xe đâu. Đấy, đây là công tắc này cũng không không bật được nữa. Bên này chả có gì đâu các bác. Cũng như thế. Cũng điều hòa, điều khiển camera. Gương. Gương này rất khó nhìn. Không có quỳ gối này. Lock kê, chân côn cũng như vậy cả các bác nha. Đây là cần số. Cần số này 5 số. 5 số tiến, 1 số lùi. Thể bên ngoài thì em này không có gì đặc sắc đâu các bác ạ. Như màu sơn của nó zin là phải màu xanh đỏ này, được sơn lại hết rồi. Ôi sao ơi, đây khung gầm đây nha các bác nha. Em này máy D đi nó không bốc tí nào cả. Máy D thì nó giống cái dòng Space không phun gió nữa ở bên này. Đó. Em này thì cao bằng em Luxury kia, Luxury của em các bác nha. Đó, bây giờ em sẽ mở cốp lên cho các bác xem máy này. Ok, đây là máy các bác nha. Máy này không, xe này không có phụ này là rất là bẩn. Chả xịt thế nào cả. Đó, đây nha các bác nha. Cái lọc gió nó ở bên này. Giống như mấy em Utaco mà lắp máy Hyundai các bác. Utaco mà lắp máy Hyundai thì bên hút gió nó cũng ở bên này. Và máy quay chai mà hốc hút gió nó cũng ở bên này luôn. Đây là máy D52. D52 lấy từ xe tải HD700 ra ấy các bác ạ. Xe đầu kéo ấy. Hiệu này HD700. Đó thì tổng thể nó như này thôi. Các bác là thắc mắc là máy D nó sẽ như nào và với cái máy điện thì ở đây nha các bác nha. Đây là máy D này. Đó. Tiếng nổ êm hơn. Tiếng nổ garanti thì rất là êm hơn máy điện. Đây kia là bộ đây đây là cái phanh khí xả. Phanh khí xả thì có nhiều loại, một loại là Turbo 2 tầng, Turbo 3 tầng, còn loại này thì Turbo 2 tầng. Đó. Khung gầm thì giống với em Space. Em này ở cùng công ty luôn nha các bác nha. Không có phụ nên là lốp láp nó mốc mác quá. Đèn pha thì bị mờ. Xe thì bẩn. Chán. Đấy, tổng thể thì như này thôi các bác nha. Hết đời Space thân dài thì bước sang 207 là đời em này. Em này chính thức là U đời đầu luôn đấy. U đời đầu luôn. Đằng trước cốp tí nào kéo lên để ngủ đấy các bác. Đó cốp nè, nói chung là cốp của Hyundai thì nó cũng không khác gì nhau đâu các bác, tùy theo cái đời thôi.
Cốp Hyundai thì nó chả thiết kế khác nhau cái gì cả. Đấy. Đồ đạc rất nhiều nhưng xe lại rất bẩn.